Xin chào quý vị và các bạn nhé. Trong video này thì mình sẽ review lại cái máy cắt cỏ La Pusen 36V 15.000 mAh. Thì thực ra cái máy này có rất là nhiều bạn hỏi mình là máy còn sử dụng không và mua ở đâu, mua giá bao nhiêu ạ. Thì đây mình review, mình sẽ chia sẻ đây, hiện tại là mình vẫn sử dụng nó nhé. Mình mua cách đây được 2 năm rồi, từ năm 2021, mùng 8 tháng 6 2021 thì đến nay 2023 thì được tính ngày ra là được hơn 2 năm rồi. Và nó vẫn chạy khá là ok nha các bạn nhé. Đây, mình mua máy 2 pin. Cái giá lúc mình mua là mua trên Lazada nha các bạn nhé. Lúc đó là 1 triệu, hơn 1 triệu. 1 triệu 150 hay là 1 triệu 50 gì đó. Tóm lại là như vậy, nó chỉ dao động trong khoảng đấy, mình nhớ cũng không rõ lắm. Thì mình sẽ để đường link mua tại cái địa chỉ trên Lazada ở dưới phần cái mô tả của video này nha các bạn, kéo xuống. Nếu như bạn nào muốn mua hàng ấy thì kéo xuống để tham khảo xem nha. Chứ cái này thì mình không bán nha. Đấy, các bạn có nhu cầu mua sử dụng thì kéo xuống để tham khảo để xem. Thì chiếc máy này bây giờ hiện tại vẫn dùng khá là ok. Đấy, máy chạy khỏe, khá êm, pin thì các bạn biết đấy. Mình mua 2 pin nha các bạn nhé. Máy này là mình mua 2 quả pin cho nên nó mới có giá bằng đấy. Và hiện tại thì mình xem qua thì giá chưa bao gồm 2 quả pin của nó, là 1 quả pin thôi, là hơn 700 gì đó. Nếu các bạn mua 1 quả pin và máy thì nó hơn 700 thôi. Còn 2 quả thì nó mới tầm tương đương với tầm 1 triệu. Tùy thuộc vào cái thời điểm nha các bạn nhé. Giá có thể giảm giá theo thời kỳ. Thì các bạn có thể tham khảo cái đường link, nhấn vào cái đường link bên dưới. Bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn theo dõi nhé. Ok, vừa rồi mình đã test thử chiếc máy cho các bạn quan sát đúng không ạ? Chăm nghe không bằng một thấy. Tức là mình chia sẻ nói nhiều về nó nhưng mà mình chưa khởi động và chưa cắt thì chưa biết thế nào. Nhưng mình đã thao tác vừa rồi cho các bạn xem. Nó cắt cỏ đây các bạn nhé. Mình mua chiếc máy này chủ yếu là để cắt cỏ ở trong gốc bưởi. Đấy, với những cái loại cỏ ngắn thôi, mềm thì rất là hữu ích. Ra vườn mà mình hay ra vườn thì mình xách theo nó giống như thay cho con dao hay là cái cuốc ngày xưa đấy. Nó rất là hiệu quả, rất nhanh gọn đấy, ngắn như thế này có thể kéo dài và thu lại cho nó phù hợp với cái địa hình mà mình thao tác cắt cỏ. Mình thấy rất là tiện như vậy. Máy chỉ nặng khoảng độ chắc tầm 2 cân. Đấy các bạn nhé, rất là nhẹ, rất đơn giản. Và nó kèm theo rất là nhiều các cái phụ kiện. Như là cái lưỡi này, không cả một cái lưỡi tròn nữa. Thì mình thường cắt cỏ dùng cái lưỡi này thôi. Đấy, cái lưỡi dài này thôi. Thì mình có thể mua rời được những cái phụ kiện này. Vừa rồi thì mình có mua thêm những cái phụ kiện này ở ngoài. Cái đầu bát này nó mòn, cái này nó mòn. Ốc vít nó mòn, các thứ. Thì mình mua thêm. Đó. Thêm ngoài phụ kiện riêng, nó có rời mà các bạn nhé. Dao này nó cũng có rời các bạn. Khi nào mà thấy nó mòn này các bạn có thể mua thêm. Ở đây là có một cái tấm chắn nhé các bạn nhé. Nhưng mà trong quá trình phát á, mình đã làm
nó hỏng và làm nó rơi rồi. Đấy, rơi cái tấm chắn đó, thì cái tấm chắn đó thì cũng không quá quan trọng, rơi rồi nhưng mình vẫn sử dụng, vẫn ok, vẫn bình thường nhá. Đây là cận cảnh này các bạn xem này. Đấy. Các bạn nghe tiếng chuyển các bạn biết đúng không? Đấy, cắt cỏ khá là ok. Đấy. Với việc mà khi mà cỏ nó ở đến cái độ cao ở trong vườn đó, đến một cái độ cao nhất định là mình phải cắt nó đi. Như các bạn đã biết có những cái video mà mình đã chia sẻ về tác dụng của cỏ trong vườn rồi đấy. Đấy, nó vừa chống hạn này, đấy, chống cháy quả này, rồi thì chống ngập úng này, đấy. Ví dụ như là chống ngập úng thì các bạn biết đấy, khoảng thời gian này có rất là nhiều những cơn mưa to. Một lúc sau là mình nhìn thấy này, vườn của mình này, đấy, nước rất là nhiều, nhưng một lúc sau là hết luôn. Ngoài cái việc là nó thoát nước ra thì là nó không còn nước đọng luôn, bởi vì là cỏ này, cỏ nó hút lên luôn. Đấy, nó hút lên thân, tích trữ trong thân rất là nhiều. Và đến cái giai đoạn mà nắng trở lại ấy, thì cỏ nó lại che phủ các bạn nhé. Nó lại che phủ và cái việc tích nước trong thân ấy, phần nào nó sẽ giữ độ ẩm cần thiết cho cây. Đấy, rất là đảm bảo. Hai nữa là nắng này nó sẽ giảm cái lượng nhiệt. Đấy. Lượng nhiệt cộng hưởng mà nó nóng đất các bạn ạ. Nếu như chúng ta tưởng tượng mà không có cỏ phủ á, thì nắng nó chiếu xuống đất của chúng ta khô ra, đúng không? Khô trắng ra, rồi nóng lên, cộng thêm cái lượng nhiệt ở trong không khí bình thường thôi, rất là nóng, thì nó cộng hưởng lại, nó rất dễ cháy quả các bạn nhé. Đấy, việc có cỏ rất hữu dụng nên như vậy, cho nên là mình thường hay để cỏ này các bạn nhé. Khi nào mà thấy nó dài quá, đấy, nó dài quá thì mình cắt bớt nó đi, cắt bớt nó và để lại cái chân cỏ chứ không cắt sát các bạn ạ. Đấy. Ngoài ra cái việc mà để cỏ thì nó sẽ giữ được cái độ mùn trên bề mặt các bạn ạ. Kể cả phân chúng ta bón thì gặp mưa thì nó không thể trôi nhanh được, nó không thể trôi hết được. Nó có cỏ giữ lại. Và khi chúng ta cắt cỏ đi thì tất cả những lượng phân mà cỏ nó ăn thì nó lại quay trở lại đất để cung cấp cho cây bưởi thôi, nó cũng không đi đâu cả. Hơn nữa nó còn tạo thêm được một cái độ mùn, độ hữu cơ làm cho đất tơi xốp. Đó là những cái mà rất là hay cỏ đem lại. Thế thì mình sắm cái con máy này mục đích là như vậy các bạn nhé, theo mục đích sử dụng. Tất nhiên so với máy xăng thì nó không bằng được nha, so với máy xăng thì nó hơi khập khiễng. Tất nhiên là mình khá là hài lòng về nó. Đấy, theo đúng cái mục đích sử dụng của mình. Đến giờ thì nó vẫn sử dụng khá là ok. Hai quả pin, mình phát hết buổi sáng mới hết pin. Mỗi quả được độ 2-3 tiếng. Thì các bạn mua máy thì nên mua hai quả nhé. Thì theo mình thấy như vậy nó tiện lợi. Ok nhá, nãy giờ thì mình đã review lại chiếc máy Lapusen 36V 15.000 mAh cho các bạn tham khảo. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu mua thì các bạn có thể nhấn vào đường link bên dưới ở phần mô tả ấy. Nó sẽ dẫn các bạn đến cái địa chỉ mà mình đã mua ở trên Lazada. Và các bạn tham khảo đặt mua hay không thì tùy các bạn, chứ mình không phải là người bán cái sản phẩm này nhá. Đó, chứ không thì các bạn nhiều người hỏi mua rồi thì xin địa chỉ thì mình cũng không trả lời thấu. Mình làm cái video chung như vậy, mình sẽ để cái đường dẫn cái phần mô tả cuối phần bên dưới cái video này. Rồi, bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.